Có những trải nghiệm ảo ở những nơi tàn tích được khai quật, các chị sẽ cảm thấy mình giống như là một nhà khảo cổ học. Vâng ạ, nếu mà chỉ đến xem bảo tàng không thì thôi thì thật là nhàm chán đúng không Ừ, ạ? đúng vậy đấy. À, chúng ta nên tham gia vào những cái hoạt động tương tác khác vì chúng sẽ sống động và thực tế hơn, có phải không ạ? Vâng, chính xác là như vậy đấy ạ. Nó giống như là bộ phim Đêm ở Viện Bảo tàng năm 2006, khi mà màn đêm buông xuống thì các tượng sáp thú sẽ sống lại. Ở viện bảo tàng này thì những con voi ma mút hay những con vật khác sống ở thời gian đó sẽ được trưng bày theo đúng kích thước chuẩn cùng với sự tiến hóa của con người trong chế độ xem ba chiều. Nó sẽ cho chúng ta cảm giác rất thực tế và mọi thứ đang sống. Bên cạnh đó, các bức tranh hang động và những bức hình khác trên tường tạo nên một viện bảo tàng sống động vô cùng đấy ạ. Vâng, tôi thấy những đứa trẻ trông có vẻ như là rất thích điều đó đấy, trong khi người lớn thì vui vẻ và ngạc nhiên với những cái hoạt động tương tác. Mà này, tôi nghe nói là hàng năm đều có những cái lễ hội đặc biệt tổ chức ở đây, có phải không ạ? Vâng, xung quanh bảo tàng là khu di tích Gion Góc. Đây là nơi mà người ta đã khai quật được các hiện vật của thời kỳ đó. Tôi lưu ý nhé, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm sau sẽ diễn ra một lễ hội có tên gọi là Khám phá mùa đông Gyeongcheon vào thời kỳ đồ đá cũ. Đến với lễ hội này, chúng ta sẽ được quay trở lại kỷ băng hà với những miền đất phủ đầy tuyết trắng. À, vậy còn những cái hoạt động nào khác nữa hả anh Đình Châu? Vâng, các chị sẽ được chiêm ngưỡng một bức tượng tuyết khổng lồ cao tới 50 mét và có thể chơi thử chiếc cầu trượt được làm từ băng hay là đi xe trượt tuyết trên nền băng đấy ạ. Tôi rất là muốn nghe một vài ý kiến của những du khách tới bảo tàng tiền sử, đặc biệt là cảm nghĩ của các em nhỏ ấy, bởi vì là chúng ta đều có những đứa trẻ và có lẽ là chúng cũng háo hức như chúng ta đấy ạ. Ừ, tôi cũng muốn nghe cái điều Vâng, đó. vậy thì xin mời các chị cùng nghe ý kiến của một em bé khi mà đến thăm bảo tàng nhé. Em thấy có rất nhiều thứ đáng xem ở đây, như là mô hình người vượn cổ này. Em rất là ngạc nhiên về thân hình to lớn của voi ma mút. Đến đây thì em cảm thấy rất vui vì được xem nhiều phim ảnh về thời tiền sử. Điều đó giúp em mở mang kiến thức rất nhiều. Có vẻ như là em nhỏ này đã tìm hiểu rất kỹ về bảo tàng rồi đúng không ạ? Và cả về cái loài voi ma mút nữa ấy. Tôi thấy em ấy đã rất ngạc nhiên về kích thước khổng lồ của chúng đấy. Hôm nay chúng ta đã ghé thăm bảo tàng thời tiền sử Hàn Quốc. Chuyến đi này thật tuyệt vời và chúng tôi đang nóng lòng muốn biết địa điểm tiếp theo sẽ là ở đâu đây ạ? Vâng, có lẽ điều này thì xin mời các chị hãy chờ đợi vào tuần sau nhé. Chuyến hành trình khám phá Hàn Quốc của chúng tôi sẽ tiếp tục vào thứ hai tuần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc. Learn English through stories. Thưa các bạn, tiếp chuyện lên phớt đã khiến thầy Chip rất mệt mỏi. Mọi thứ xung quanh thầy dường như đều dần mờ nhạt. Và rồi thầy thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, thầy Chip thấy mọi người đang vây quanh mình. Bác sĩ Merivale, bà Wicket, ông hiệu trưởng mới Cartwright và cả ông già Baffo nữa. Mọi người gợi ý rằng thầy hãy đi ngủ và thầy Chip thực sự cũng muốn như vậy. Nhưng sự thực thì thầy không thể phân biệt được thầy đang tỉnh hay mơ bởi những kỷ niệm lại tràn về trong thầy. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. Struggle, đấu tranh, vật lộn. Manage, giải quyết được. Translate, biên dịch. Whisper, thì thầm. I give you my word, tôi thề, tôi hứa. Chuckle, cười lặng lẽ. Faintly, uể oải. Disturb, làm phiền, quấy rầy. Attract attention, thu hút sự chú ý. Slack, chểnh màng. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Cấu trúc: must have done. Chúng ta sử dụng cấu trúc must have done something để nói về quá khứ, rằng một hành động nào đó chắc chắn đã xảy ra. Ví dụ: poor old chap, he must have lived a lonely sort of life all by himself. Tội nghiệp thầy Chip, chắc chắn thầy đã sống một cuộc đời đầy cô đơn. Bây giờ mời các bạn nghe phần 35 của câu chuyện. Goodbye Mr. Chips, Part 35.
những câu chuyện đùa mà thầy đã kể lại ùa về trong tâm trí thầy. Kem thấy đấy, nếu cô Plebs muốn cậu Patrician cưới cô ấy, ồ vâng, thực ra là anh có thể đấy, đủ dối trá. All jokes that he'd made came to his mind. So you see, if Miss Plebs wanted Mr. Patrician to marry her, yes, yes, you can, you liar. Anh đây à, Max, vào đi. Có tin gì từ Farland nào? Ông Ruston nói rằng tôi trình mảng và không hiệu quả, nhưng họ không thể làm việc nếu thiếu tôi. That you, Max? Yes, come in. What's the news from the Fatherland? Ralston said I was slack and inefficient, but they couldn't manage without me. Obil heres ago fortibus es inaro. Có ai trong số các em có thể dịch được câu này không? Đó là một câu nói đùa. Obil heres ago fortibus es inaro. Can you translate that, any of you? It's a joke. Một lần thầy nghe được họ nói về thầy ở trong phòng. Ông Cartwright đang thì thầm với ông Merrifield. Ông bạn già tội nghiệp, hẳn ông ấy đã sống một cuộc đời rất cô độc, luôn luôn một mình. Once he heard them talking about him in the room, Cartwright was whispering to Merrivale. Poor old chap. He must have lived a lonely sort of life all by himself. Ông Merrivale trả lời, không phải luôn luôn một mình đâu. Ông biết đấy, thầy đã từng kết hôn. Merrivale answered, not always by himself. He married, you know. Ồ, thật sao? Tôi chưa bao giờ biết điều đó. Well, did he? I never knew that. Cô ấy chết rồi. Chắc phải 30 năm trước rồi, hoặc có thể hơn. She died. Must have been, quite 30 years ago. More possibly. Thật tội nghiệp. Tiếc là ông ấy chẳng có đứa con nào. Pity. Pity he never had any children. Và vào lúc đó, thầy Chip mở to mắt hết sức để có thể và cố gắng thu hút sự chú ý của họ. And at that, Chip opened his eyes as wide as he could and tried to attract their attention. Rất khó để thầy có thể nói to thành tiếng, nhưng thầy đã cố gắng rì rầm điều gì đó và tất cả bọn họ đều nhìn quanh và tiến tới gần thầy. It was hard for him to speak out loud, but he managed to murmur something. And they all looked round and came nearer to him. Thầy vật lộn, chậm chậm, nói ra từng lời. Các ông đang nói, cái gì về tôi vậy? Vừa mới đây thôi. He struggled slowly with his words. What was that, you were saying about me just now? Ông già Buffer cười và nói rằng, không có gì đâu, ông bạn già. Chẳng có gì cả. Chúng tôi chỉ đang băn khoăn rằng bao giờ ông thức dậy sau giấc ngủ ngon này. Old Buffle smiled and said, nothing at all, old chap. Nothing at all. We were just wondering when you were going to wake out of your beauty sleep. Nhưng, tôi nghe thấy các ông đang nói về tôi mà. But, I heard you. You were talking about me. Không, thật mà, chẳng có gì quan trọng đâu, ông bạn thân mến ạ. Thật đấy, tôi xin thề. No, really, it was nothing important, my dear fellow, really. I give you my word. Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy các ông, một người đã nói rằng, thật tội nghiệp, thật tội nghiệp khi tôi chưa bao giờ có con, phải không? Nhưng tôi có, các ông biết đấy, tôi có. I thought I heard one of you saying it was a pity I never had any children, eh? But I have, you know. I have. Mọi người mỉm cười không trả lời. Sau một hồi ngập ngừng, thầy Chip lại bắt đầu cười lặng lẽ một cách yếu ớt. The others smiled without answering. After a pause, Chips began to chuckle faintly. Thầy tiếp tục. Vâng, tôi có hàng ngàn người con, hàng ngàn người con, và tất cả những cậu bé đó. Yes, I have, he added. Thousands of them,
and all boys. Và điệp khúc những cái tên dường như lại văng vẳng trong tai thầy một lần cuối cùng, nhưng lại ngọt ngào và dễ chịu hơn bất cứ lần nào trước đây. And the chorus of names seemed to sound again in his ears, one final time, but more sweetly and comfortingly than he had ever heard it before. Pettifer, Pollet, Poison, Poss, Pullman, Purvis, Rallet, Rapsons, Reed, Reaper, Ready. Hãy tới bên ta nào, tất cả các con, để nghe những lời sau cuối và một câu chuyện đùa. Pettifer, Pollet, Poison, Potts, Pullman, Purvis, Radlett, Rapson, Reed, Reaper, Ready. Come round me now, all of you, for a last word and a joke. Harper, Hazlitt, Hatterfield, Hatherley, câu chuyện đùa cuối cùng của ta. Các con có nghe thấy không? Câu chuyện có làm các con cười không? Harper, Hazlitt, Hatterfield, Hatherley. My last joke. Did you hear it? Did it make you laugh? Bourne, Boston, Bovey, Bradford, Bradley. Dù các con ở bất cứ nơi đâu, dù bất cứ điều gì xảy ra, hãy để ta được ở bên các con lúc này, khoảng thời gian cuối cùng này, những cậu bé của ta. Bourne, Boston, Bovey, Bradford, Bradley. Wherever you are, whatever has happened, give me this moment with you. Oh, my, this last moment, my boys. Và nhanh chóng, thầy Chips chìm vào giấc ngủ. And soon, Chips was asleep. Dường như thầy rất thanh thản, vì vậy mọi người không làm phiền thầy để thích chúc thầy ngủ ngon. Nhưng vào sáng ngày hôm sau, khi chuông trường Brookfield vang lên để báo hiệu giờ ăn sáng, toàn trường được nghe tin. He seemed so peaceful that they did not disturb him to say good night. But in the morning, as the school bell sounded for breakfast, Brookfield heard the news. Trường Brookfield sẽ không bao giờ quên thầy đã đáng mến như thế nào, ông Cartwright nói trong bài phát biểu trước trường. Brookfield will never forget how lovable he was, said Cartwright in a speech to the school. Ai đó có thể quên, nhưng Linford, bằng bất cứ giá nào, sẽ nhớ và kể câu chuyện này. Tôi đã nói tạm biệt với thầy Chip đêm trước khi thầy ra đi. Some might forget, but Linford, at any rate, will remember and tell the tale. I said goodbye to Chips the night before he died. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần của câu chuyện ngày hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. What did Cartwright whisper to Merivale? Các bạn hãy so sánh với đáp án của chúng tôi trong ngay sau đó nhé. Once he heard them talking about him in the room, Cartwright was whispering to Merivale. Poor old chap. He must have lived a lonely sort of life all by himself. Merivale answered. Not always by himself. He married, you know. Oh, did he? I never knew that. She died. Must have been, quite 30 years ago. More, possibly. Pity. Pity he never had any children. And at that, Chips opened his eyes as wide as he could and tried to attract their attention. It was hard for him to speak out loud, but he managed to murmur something, and they all looked round and came nearer to him. He struggled slowly with these words. What was that you were saying about me just now? Old Buffles smiled and said, Nothing at all, old chap, nothing at all. We were just wondering when you were going to wake out of your beauty sleep. But, I heard you. You were talking about me.
No, really, it was nothing important, my dear fellow. Really, I give you my word. I thought I heard you, one of you, saying it was a pity I'd never had any children. But I have, you know. I have. The others smiled without answering. After a pause, Chips began to chuckle faintly. Yes, I have, he added. Thousands of them. Thousands of them. And all boys. And a chorus of names seemed to sound again in his ears, one final time, but more sweetly and more comfortingly than he had ever heard it before. Pettifer, Pollet, Porson, Potts, Pullman, Purvis, Radlett, Rapson, Reed, Reaper, Reedy. Come round me now, all of you, for a last word and a choke. Harper, Hazlitt, Hatfield, Hatherley. My last joke. Did you hear it? Did it make you laugh? Bone, Boston, Bovey, Bradley, Bradford. Wherever you are, whatever has happened, give me this moment with you. This last moment, my boys. And soon Chips was asleep. Đáp án của các bạn là gì? Cartwright whispered to Merivale that Chips must have lived a lonely life and that it was a pity Chips had never had children. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau.